tại sao chú lại nói như vậy? Tôi là bị đại tiểu thư ép mới cho ra giá thấp đến như vậy mà thôi. Thì ra cô ép giá tôi để tôi không ký tiếp hợp đồng, không giao hàng cho Tầm Báo Đồ nữa hả? Bé viết làm vậy cũng là để mọi người không khó xử thôi. Sao không nói cũ giả tạo, rõ ràng không muốn ký tiếp hợp đồng còn giả vờ nữa. Nếu tóc hồng của chú Hứa thật sự có mối tốt hơn thì chú nói thẳng với tôi đi, tôi không cản chú kiếm tiền cô đâu. Cô nghe đây, giờ cô muốn kiếm tôi cũng không có làm đâu. Đồ đầu kỹ. Con Hào à, hai phần sự lãng mạn của đàn ông cỡ lớn, nhanh nha. 2 giờ rồi mới ăn trưa hả? Đừng nói nhiều nữa mà, mau ghi món cho chúng tôi đi, chúng tôi đã bao tử rồi. À phải rồi, thêm 2 phần sự lãng mạn của đàn ông giao tới bãi giữ xe cho đại lực và tiểu lực nữa nha. Hai cậu ấy phải đi gấp. Được rồi. Lục Du Du thiệt quá đáng. Cả lô hàng lớn vậy mà kêu giao gấp giao nhanh tới thiên thủy gì, là mọi người trong công ty bận chạy không kịp nữa, thiệt tình luôn á. Cái tệ nhất là lần này không phải lần đầu họ làm như vậy. Hầu như ngày nào sát giờ giao cũng thêm hàng bớt hàng, làm rối hết đội hình xe của mình. Như vậy phiền phức lắm chú à. Ông chủ Lục của Lục Du Du thì là hào phóng quá trời ha. Không như một số người chắc chiêu keo kiệt, ép giá mình xuống. Chú Căng à, hả? Có phải chú đói quá bị sản rồi không? Hơn à, lát nữa giúp tôi đặt ổ bánh kem phô mai giao qua bên Thái Trì động viên tinh thần họ chút. Mấy ngày nay họ giúp đỡ mình nhiều lắm rồi. Hả? Lúc nãy trong văn phòng cô còn mắng bên Thái Trì làm việc không có tinh thần trách nhiệm nữa kia mà. Giờ ông già đó đang nói xin nói xỏ mình, đương nhiên mình phải phản đòn rồi. Nếu không Tầm Bảo Đồ chúng ta còn mặt mũi sao? Nhưng là ông chủ của bên Thái Trì đó, trời ơi, vừa biết lễ phép, thân hình cũng giảm dở nữa, đâu có như ai kia già lẫm cẩm. Ông chủ Lục của Lục Du Du thiệt là hào phóng như vậy nha. Đợt này chúng ta lời nhiều hơn. Nè, bữa sáng ăn sang một chút cậu thấy sao? Cậu Hào, qua đây chú đi. Chú sao vậy? Tất cả các món ăn thêm ở đây á, mỗi thứ cho tôi 3 phần. Dạ được. Viết đi. Dạ. Cậu Hào. Dạ. Tất cả các món ăn thêm ở đây á, mỗi thứ cho tôi 4 phần, thêm 1 phần sandwich trứng cá hồi. Cảm ơn cậu. Dạ được, ok. Anh. Ba. Nhân, bé ba qua đây ngồi đi. Nè. Baby, Mary, qua bên đây ngồi nè, tôi gọi món rồi. Ngồi bên nào bây giờ? Ngồi bên nào cũng chết chắc tôi. Dạ được, vậy chúng tôi quay lên lại ha. Được rồi, chúng tôi lên liền ha, đi. Gia phòng có gì phải làm, chúng tôi gọi món mang đi là được rồi, mọi người ăn từ từ ha. Mọi người cứ từ từ. Sao đây? 2 phần a phi chuyên chính đem đi. Để chút. Cảm ơn. Chú à, Phận là em trai của ba, bạn trai của David. Chú không có hành động gì hết hả? Sao hai người họ diễn trong tình trạng quân đội phòng vệ cấp cao như vậy chứ? Bộ chú phải có hành động gì sao? Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là chú phải giảng hòa hai bên. Yên tâm đi, giữa con người với nhau có tranh chấp là chuyện bình thường thôi mà. Rất nhanh thôi, họ sẽ tự nhiên giảng hòa với nhau thôi mà. Chú nghĩ là David và anh hai không phải là người nhỏ mọn đâu. Một thời gian nữa họ sẽ làm lành ngay thôi mà. Một thời gian nữa hả? Đây, cảm ơn. Họ đã cạnh mặt nhau một thời gian rồi đó. Có thể ăn cơm xong sẽ hết chuyện thì sao? Em về rồi nè. Chào ông. Sư phụ. Chú Lăng Lăng, cậu cũng ở đây hả? Dạ phải, chú Căng kêu con lên ăn phụ nè. Sao lại gói bánh chưng? Tết Đoan Ngọ qua lâu rồi mà. Ông mà, tụi con đang gói bánh chưng cánh gà đó. Wow, có nhầm không? Cánh gà dùng để gói bánh chưng được sao? Lát nữa còn có cháo cánh gà cho chú ăn nữa đó. Cháo cánh gà. Còn có bánh bao cánh gà. Và cả phá lấu cánh gà nữa. Phá lấu cánh gà. Chú biết rồi, hôm nay ngoài chợ phát cánh gà miễn phí có phải không? Hả? Ngoài chợ không có cánh gà miễn phí. Là Lục Du Du ép anh phải mua cho hết đó. Lục Du Du ép anh mua cánh gà hả? Hôm nay gọi điện thoại qua, nó có lô hàng cần chúng ta giao. Quá ra trong đó toàn cánh gà đông lạnh không. Anh ta không nói anh cũng không biết, đâu có chuẩn bị sẵn xe chở đông. Kết quả giao hàng tới nơi, cánh gà thì bị đá đông hết. Chủ cửa hàng họ đâu có chịu nhận hàng chứ. Lục Du Du đó làm gì cẩu thả quá vậy? Cũng may là tụi em nghỉ lần đầu hợp tác nên chỉ ký hợp đồng có 1 tháng thôi đó nha. Tóm lại sau này nhận hàng á phải cố gắng cẩn thận chút. Là đại lực. Alo đại lực hả? Chú đã nói sau này nhận hàng phải cố gắng cẩn thận một chút rồi mà, còn làm gì được nữa, phải mua lại chứ sao. Ơi, vậy đi, không nói nữa. Sao rồi anh? Tất cả phải có tâm lý chuẩn bị đó. Từ ngày mai trở đi chúng ta ăn sườn heo. Hả? Không phải chứ ba. Cánh gà chưa ăn hết, sườn heo đã xếp hàng chờ rồi. Ba, ăn nhiều thịt quá không tốt đâu. Hai đứa nghe cho rõ nè, chuyện này không được cho đồ đầu khỉ đó biết, nghe chưa? Dạ. Hai người hình như là thần giao cách cảm hay sao đó. David cũng dặn em về nhà đừng có nói anh nghe cái gì hết.
tầm bảo đồ có gì mà không để cho anh biết được vậy? Là đồ đầu à, là David chịu nhượng bước rồi có đúng vậy hay không? Vậy thì không phải, cổ không có nói vậy. Vậy tại sao anh phải hợp tác với cổ chứ? Anh à... Uầy, mấy đứa có thấy gì không? Có thấy không? Ảnh thở dài đó, hình như là ảnh đang thất vọng lắm thì phải. Đương nhiên tụi em thấy rồi. Xem ra chú Căng rất muốn làm việc với tầm bổ đồ tiếp đó. Muốn làm tiếp vậy sao lại từ chối? Vậy sao chú nói David không nói gì? Tính anh hai đó giờ cứ nhỏ mọn như vậy. Thật ra ai là người lên tiếng trước có sao đâu. Không phải đâu chú, chú nói chuyện với David đi. Cổ là hậu bối mà. Cổ lên tiếng trước thì chuyện hai bên giải quyết xong rồi. Phải đó, nếu như cô đầu khỉ chịu xin lỗi trước thì chúng ta khỏi ăn đồ lạnh rồi. Còn muốn chết hả? Là David, cô đầu khỉ gì hả? Tại vì ông ngoại suốt ngày kêu như vậy cho nên cô nhất thời bị nhiễm từ ông mà thôi. Alo, đồ đầu à, oh. David hả? À, hả? Ai à, trời ơi. Ê, David, mở sao đi? Em bị trời sao ơi. Vậy? Hả? Anh đến rồi may quá, làm phiền anh đi giao hàng giúp em. Em phải đợi xe kéo tới. Ờ, được, được, được. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, ủa, sao lái xe giao hàng của Thái Trì vậy? Trì Mỹ Lệ đó đó, nói là phải ăn trưa, nếu không không có sức lái xe. Nhưng mà nếu chúng ta giao hàng trễ chút nữa thì sẽ bị vi phạm giao ước giao hàng trong vòng 48 giờ. Nhanh lên đi, nhanh. Ờ, được, 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 được. Giao ước giao hàng trong vòng 48 giờ, cho nên em mới quyết định tự mình giao hàng, đúng không? Ôi trời ơi, Trì Mỹ Lệ đó nói nếu như em muốn gấp á, thì kêu em tự đi giao đi. Ờ, em không ngờ là gia đình Trì Phủ này khác người tới cái mức ngay cả chiếc xe cũng giống lưu chủ của nó nữa, anh có biết không? Nó kêu đủ thứ tiếng, còn tiếng còi lại không kêu, sau đó còn chết máy nữa chứ. Thật ra Thái Trì tệ như vậy, em có bao giờ nghĩ là sẽ thuê công ty giao hàng nào thân thuộc chút không? Anh nói gì vậy? Tức là em có bao giờ nghĩ thuê lại Tóc Hùng không? Ông già đó kêu anh nói với em thuê lại Tóc Hùng hả? Anh hai không có nói. Thật ra em có thể nhượng bộ người lớn tuổi một chút hay không vậy hả? Em chịu mở lời trước, xin lỗi ảnh cũng được mà. Anh bênh vực ổng không bênh vực em. Bây giờ em không phải nó muốn ổng à, không. Anh trai anh, em không cần chú rất là nhận lỗi. Em chỉ cần chú chịu nhận lỗi, nói câu xin lỗi với em là em có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản vậy thôi, đâu có gì quá đáng đâu đúng không? David à. Được rồi, đừng có nói nữa. Em phải đi giao hàng rồi, làm phiền anh nha. Làm phiền anh. Rồi, được, giờ giao hàng. Chú à, chú khuyên được David xin lỗi ba chưa? Lần này David cương dữ lắm, chú mà khuyên cổ nữa chắc là cổ giận chú luôn đó. Rõ ràng là Tóc Hùng bị Lục Du Du quay vòng vòng, Tầm Bảo Đồ cũng bị Thái Trị hành tàn tạ. Vậy mà hai người họ vì sĩ diện mà cứ cố chấp như vậy. Thấy hai người họ như vậy con tưởng là chú dễ chịu lắm hay sao? Nhưng mà chú cũng không biết phải làm gì. Dù ông có là ông chủ cũng đâu được phép mà người ta là bà mập không biết tôn trọng ai hết. Tôi chỉ giỡn thôi mà. Mà có cần phải ứng dữ vậy không chứ? Tôi thừa nhận tôi nhỏ nhen, nhưng còn đỡ hơn ông đi nói xấu sau lưng người khác. Đồ thái giám nham hiểm. Bà gọi ai là thái giám vậy? Nè chú Khai. Cái gì? Qua đây nói chuyện chút đi. Tôi đang nóng máu đây nè. Tôi biết. Chú biết gì không? Chồng của chị Quần có vợ bé đó. Chú còn kêu người ta là bà mập thì đương nhiên là cổ không vui với chú rồi. Nè, tôi đâu có biết cái gì về chuyện nhà của cổ đâu. Còn biết là chú không biết. Nhưng mà chú nghĩ đi, cổ ở nhà thì bị chồng phản bội, đi làm thì bị chủ la, đương nhiên là không vui rồi. Ờ, hay là vậy đi, chú qua xin lỗi cổ để cổ bớt giận lại đi. Được rồi, tôi biết phải làm cái gì rồi. Chị Quần, tôi xin lỗi nha. Do tôi nói mà cậu có suy nghĩ. Xin lỗi chị nhiều lắm ha. Vậy được rồi, chú nhận lỗi là được. Tôi cũng không cố ý gọi chú là thái giám nham hiểm đâu. Vậy tốt rồi, tôi đi làm việc tiếp đây ha. Hao à. Ý, chị Mary, sao vậy? Chồng của chị Quần có vợ bé hả? Trời, em bịa ra thôi mà. Wow, mấy chuyện này mà cậu cũng bịa được sao? Anh nghĩ đi, nếu chị Quần mà bỏ việc á, chén bát em phải rửa đó. Một câu nói dối, win, cả ba lợi, sao lại không chứ, đúng không? À, vậy mà cũng được sao? Wow, sao con nhìn chú chằm chằm vậy? Con đang nghĩ có phải như vậy cũng được không? Ê, ý của con là... Em về. Ê, rồi nè. Về rồi hả? À... Anh sao vậy? Đang đọc sách gì đó? Sách Trung Y. Anh quan tâm tới dưỡng sinh từ khi nào? Đâu giống anh. Không phải, anh trai của anh đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ nói là anh làm việc cực lực nhiều năm trời, giờ bị một số vấn đề về sức khỏe đó. Chú Căng bị sao vậy? Chắc là mấy bệnh người già đó.
mấy năm nay đúng là anh ấy già đi nhiều lắm. Anh cứ nhắc ảnh đi tái khám hoài mà ảnh cũng không nhớ. Giờ bệnh càng ngày càng nặng, anh ấy chắc là mắc phải bệnh. Thoái hóa não. Anh tính nói anh bị phong thấp, em lại nói anh bị thoái hóa não. Nếu bây giờ anh nói ảnh bị phong thấp, vậy chẳng phải bệnh giật giảnh sao? Đúng rồi, bác sĩ nói nhiều khả năng ảnh bị bệnh đó. Trời ơi, tội quá đi. Trong này ghi không có cách cứu chữa, chỉ có cách kéo dài thời gian bệnh trở nặng thôi. Phải đó baby à. Anh trai của anh bị mắc bệnh này rồi, em có thể xem như là vì người bệnh, đừng tính toán chuyện cũ với ảnh, xem như là chưa từng có chuyện xảy ra ha. Trời ơi, trong sách ghi người bị thoái hóa não đôi khi nói năng sẽ mất kiểm soát. Tức là hồi lúc mà chú nói em là đồ đồn khỉ là do bệnh tình chú ấy trở nặng đó. Nhất định là vậy. Có thể là lúc đó anh chỉ muốn khen kiểu tóc của em rất đẹp thôi đó. Nói năng mất kiểm soát tới mức độ đó. Vậy có phải là em hiểu lầm chú Căng rồi không? Chắc là vậy rồi. Vậy em có thể đừng giận ảnh nữa, có được không vậy? Đương nhiên được rồi. Hơn nữa anh phải giúp em hẹn chú ra. Em phải mời chú ăn một bữa, nói lời xin lỗi chú. Tốt quá. Nhưng mà trước mặt anh trai của anh, em đừng nhắc tới ba chữ thoái hóa não nha. Tại ảnh rất để tâm chuyện người ta biết ảnh bị mắc căn bệnh này lắm. Ok. Ok. Anh à, em về rồi. Về rồi hả? Anh có nấu sẵn canh sườn heo, để lát múc kia một chén nha. Sao anh, canh sườn heo hả? Sườn heo của Lục Du Du ăn hoài, ăn không có hết. Thì dù sao cũng là thịt heo, đem nấu canh cũng vậy mà. Sườn heo vớt ra chan chút nước sốt, lại có thể ăn với cơm. Cũng được. Phải rồi anh. Có dư sườn heo không? Em muốn lấy sườn heo để nấu thuốc bổ. Đó giờ em đâu có làm mấy cái chuyện này đâu. Em không lẽ bị bệnh hả? Không phải. Là chuyện phụ nữ của David đó, làm cho cổ muộn phiền nhiều lắm. Còn trẻ như vậy đã mãn kinh rồi sao? Đúng rồi. Cho nên dạo này cổ cứ bị nóng bừng, mốc quả, sầu não, u uất. Hôm đó cổ thực sự không cố ý chọc giận anh đâu. Phụ nữ thời kỳ này là như vậy đó, nhiều khi không kiểm soát được hành động của mình được đâu. Nếu anh đã biết chuyện rồi, anh rộng lượng khoan dung, chắc anh không tính toán với cổ đâu đúng không? Trời ơi, lúc đó anh không biết cổ bị giật mà. Hơn nữa chúng ta là người một nhà, sao anh lại tính toán với cổ? Nói thật, hôm đó anh nói lời cũng hơi khó nghe một chút. Hay là vậy, anh mua mấy nguyên liệu về hầm canh sườn heo rồi đem qua cho cổ luôn ha. Đừng nha anh. Anh tuyệt đối đừng đem qua cho cổ. Sao vậy? David đó, cổ không muốn ai biết chuyện này của cổ đâu. Anh hiểu rồi. Anh vậy đi, anh gói nguyên liệu với sườn heo lại, tối nay em nấu cho cổ uống ha. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Wow, chú à, chú có làm quá không dám nói David bị mãn kinh. Tự anh ấy nghĩ vậy thôi nha. Tại sao họ cứ nghĩ đối phương bị bệnh nặng như vậy chứ? Họ hả? David đó, David tưởng anh hai bị thoái hóa não nên mới chịu nhún nhường đó. Hả? Chú nói ba bị thoái hóa não? Không phải chú nói, tự David nghĩ thôi đó. Chuyện như vậy rồi, có hơi bị lớn chuyện không vậy? Dịch vụ của Thái Trì đã cải thiện rồi, tốt hơn dịch vụ động vật gì đó nhiều rồi ha. Tiểu Lực, mới dịch vụ rác rưởi chỉ làm việc với mấy công ty rác rưởi thôi. Giống cỡ chúng ta đương nhiên phải giao hàng cho công ty lớn, tập đoàn lớn chứ hả? Ví dụ như những công ty cỡ Lục Du Du chẳng hạn. Yeah. Đúng không chú Căng? Tôi lo cho Lục Du Du quá đi. Lo lắng quá. Nhân, bé ba, qua bên đây ngồi đi. Qua đây. Họ là người của tập bảo đồ đương nhiên phải ngồi bên này rồi. Qua đây đi. Tôi đi toilet cái đã. Anh à, em nói chuyện với David chút đã. Nói xong em qua chỗ anh nha. Làm gì vậy? Em nói là em không giận anh hai nữa mà. Vậy sao mấy đứa nhỏ còn nói mấy câu chọc tức ảnh nữa vậy? Em đâu có muốn đâu. Nhưng mà tụi nhỏ đã biết em với chú Căng cạch mặt nhau rồi. Anh lại không cho em nói ra chú Căng bị thoái hóa não. Nếu bây giờ em xin lỗi chú Căng thì sau này làm sao em có thể ngẩng mặt lên trước mặt tụi nhỏ được nữa đây hả?
Anh làm dơ áo tôi rồi nè. Xin lỗi, anh xin lỗi. Thiệt không có xin lỗi nha, đi đứng công việc nhìn vậy làm sao. Anh em mọi người bình tĩnh lại đi ha. Đừng có đi, xuống đi. Không có chuyện gì hết ha. Bình tĩnh về chỗ đi. Ba, ba. Hả? Anh, chuyện gì vậy ba? Con thấy rồi đó. Tụi nó không ưa tầm bảo đồ của con như vậy. Nếu giờ ba thể hiện sự hòa giải với David, tụi nhỏ nhất định không phục đâu. Nhưng ba lại không thể nói tụi nó biết. Cô ấy mãn. Chị Mỹ Lệ, một tiếng trước cô nói với tôi cô đang ăn trưa. Bây giờ cô đang tìm chỗ khác ăn tiếp nữa hả? Tôi không cần biết đâu. Giờ cô điều xe tới dưới lầu Mảnh Long rồi mới đi ăn có được hay không? Làm ơn đi mà. Alo, alo. Nè, bà Mập nói sao vậy? Có phải lo ăn bắt tụi mình tự giao hàng luôn không? Đúng vậy. Trời ơi, chị có thể kêu cổ điều xe hàng qua trước được không? Cô nói cô phải ăn trưa xong mới chịu qua đây. Kêu bà ăn luôn cái dĩa rồi hãy qua. Họ có nhận tiền mà, sao lại bắt tụi mình giao hàng chứ? Được đó, nói tóm lại, hết hợp đồng với Thái Trì, chị chắc chắn không gia hạn. Chị còn tính tới lúc hết hợp đồng hả? Giờ chị tính trước mấy lô hàng này đi. Để tôi gọi mấy xe hàng khác đã. Bé Trì, đừng nói nhiều nữa, mau bê hàng lên xe đi. Được. Sao lái xe qua vậy? Anh Hai kêu anh qua đó. Anh biết tụi em không muốn vi phạm giao ước giao hàng trong vòng 48 giờ. Biết em sẽ thà tự đi giao hàng. Anh rất đề cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của tụi em, cho nên là kêu anh qua đi giúp em một tay đó. Chú căng thiệt tốt quá đi. Anh không nói nữa, anh qua giúp họ một tay nha. Thật ra Tốt Hùng đúng là tốt hơn Thái Trì rất nhiều. Hồi đó giao hàng đâu có sơ suất gì, đâu cần mình tự làm. Riêng chiếc xe thôi đã thấy khác rồi. Cái xe hôm qua của Thái Trì chạy được một đoạn, bánh xe tự nhiên rớt ra luôn. Yếu tìm chút là chết queo rồi. David, dù gì chúng ta cũng phải đổi nhà vận chuyển hay là suy nghĩ hợp tác lại với Tốc Hùng đi ha. Đúng đó. Được thôi, hay là chúng ta mở hẹn chú căng ra bằng bạc đi. Được đó. Cứu tôi chú căng. Lục Du Du cứ thêm đơn hàng bất chợt như vậy tụi tôi sắp chết rồi. Chịu khó ráng hết tháng này đi, tôi cũng chịu không có nổi rồi. Đúng rồi, chú căng có nói á. Xong hợp đồng tháng này thì chúng ta nhất định không nhận đơn hàng của bên đó nữa. Phải đó, trừ lúc bóp của tôi cạn tiền ra chứ bao giờ tôi mong tới cuối tháng giống như bây giờ vậy đó. Anh Hai, chào mọi người. Tôi đem chút đồ ăn thật lên, mời mọi người ăn nè. Lại đây. Tốt quá rồi. Cảm ơn. Không cần phải cảm ơn tôi, thật ra thì David mời mọi người ăn đó. Khoan đã, sao tự nhiên tốt lành đem đồ ăn lên cho mọi người vậy? Là vậy nè anh. Sau khi David làm việc với Thái Trì thì bây giờ cổ mới nhận ra Tốc Hùng đúng là tốt biết bao nhiêu. Cổ còn nói Tốc Hùng là lương tâm của ngành vận chuyển nữa. Với lại cô ấy tự thấy mình không biết trân trọng Tốc Hùng, cũng rất hối hận vì đã đối xử với anh và toàn thể nhân viên của Tốc Hùng như vậy. Cho nên là cô ấy mới nhờ em mua đồ ăn đem lên đây mời mọi người ăn đó. Biết tụi tôi tốt rồi sao? Vậy nếu cô ấy đã biết chuộc lỗi rồi thì cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi. Chú Căng phải vậy không? Đúng. Cổ đã biết sai rồi mà. Với lại anh thấy cổ bị Thái Kỳ hại thê thảm quá. Có phải chúng ta đừng có chút nghĩa khí giúp cho cổ một tay không? Vậy thì cứ tha lỗi cho đồ đầu khỉ đó một lần này đi chú Căng. Chú thấy sao? Thực ra chúng ta từng gọi người ta như vậy, người ta dù gì cũng là con gái mà. Anh Căng bánh tôm cài đó ngon lắm đó nha. Cái này mới ra đó, loại này ngon lắm luôn. Lấy hết đi. Cái này còn ngon hơn, có nấm ở trong nữa. Từ nay hy vọng tập bộ đồ và Tóc Hùng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lát nữa tôi sẽ đưa chú giữ một bản hợp đồng nha chú Căng. Cảm ơn. Ngồi đi. Tốt rồi, giờ thì anh Nhân có thể yên tâm rồi. Anh nói là chú kêu ảnh lái chiếc xe qua giúp tôi giao hàng, nhưng mà thật ra tôi biết là ảnh tự bỏ tiền ra để mà mướn xe. Còn người của nó từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng gần ngơ. Ngay cả xe công ty của mình có dán logo cũng không cố biết nữa. Nó còn nói tầm bảo đồ gửi một núi đồ ăn lên cho Tóc Hùng đó. Mà tờ hóa đơn mua hàng và thẻ tín dụng thanh toán hóa đơn là ghi tên của nó mà nó cũng quên cất luôn. Cũng may là chú nhặt được đó. Thật sự mà nói, anh Nhân đó giờ không lo mấy chuyện bao đồng như vậy. Tôi nghĩ anh thật sự muốn giúp chúng ta giảng hòa với nhau. Nghĩ kỹ lại thời gian này đúng là làm khó nó rồi. Đúng rồi, suýt chút thì quên. Tôi có mua tặng cho cô món quà nè. Tôi cũng có quà cho chú nè. Để sao? Ta-da-da-da.
Ê, cô mua tặng tôi đôi giày đó hả? Tôi đặt ở nước ngoài đó. Nó có chế độ định vị nữa nha. Nếu như chú đi lạc á, thì Mary và mọi người cũng có thể tìm được chú. Tự nhiên khi không, sao tôi lại đi lạc được? Thức uống cho người lớn tuổi hả? Thật ra thì mọi phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này mà. Hơn nữa tôi nghĩ thằng Nhân cũng không để tâm chuyện cô không có đẻ được đâu. Tôi không đẻ được sao? Chú nói kỳ vậy chú Căng. Hả? Sao cậu lại bịa chuyện chồng tôi ngoại tình? Trời ơi chị Quân à, đừng vậy mà. Chẳng qua tôi không muốn chị cãi nhau với chú Khai thôi mà. Cậu nói gì cũng được, nói chồng tôi ngoại tình thì không được. Từ nay công việc của cậu đừng mong tôi làm giúp nữa. Trời ơi chị Quân đừng có như vậy mà. Chị Quân à. Nè. Trời ơi. Trời ơi chú còn cười được nữa hả? Chú không sợ mình bị lộ sao? Cậu Hào bị lộ thôi, liên quan gì tới chú? Nếu như chú bị lộ, cái giá mà chú sẽ phải trả gấp 2 lần cậu Hào luôn đó nha. Để xem sao. Anh hai, David, hai người giảng hòa rồi thiệt là tốt ha. Tốt. Em nói anh bị thoái hóa não hả? Anh nói bị mãn kinh hả? Hả? Cách này không phải là một mình tôi nghĩ ra đâu. Nữa là tuyệt đối không phải là con nghĩ ra. Tới giờ con phải lên gặp đại tiểu thư rồi. Mọi người từ từ ha. Ba từ từ cái gì? Ha. Sao con không có nghĩ khí gì hết vậy Huy? Thật ra tôi làm vậy là muốn tốt cho hai người thôi. Bây giờ xử nó sao đây? Con nghĩ nhiều. Nhéo đi. Nhéo.